Một hectare điều, 6 tháng sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật được hỗ trợ, giờ trụi lá chờ cảnh. Nhìn vườn điều ngay cạnh nhà không phun xịt gì, nhưng vẫn xanh tốt hơn, anh Ti vừa xót xa vừa bức xúc. Không xịt thuốc còn được thu hoạch, xịt xong thì mất trắng. Sâu bệnh ngày càng nặng, giờ còn không biết cứu cây như thế nào. Cái điều đang có quả non á, mà tôi cũng xịt mà xong rồi bắt đầu là được thời gian là cái lá nó bị khô lá, mà mấy cái quả non nó khô đi. Nhà anh Hương, sau khi được hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, anh đã dùng để phun cho vườn điều này. Vậy nhưng, sau thời gian ngắn, xuất hiện sâu đục thân hoành hành. Chồi non cứ lên là bị sâu phá. Vẫn thấy còn thế, gọi thấy nhiều, chẳng biết làm sao, cảnh nó chết như thế. Còn đây là số thuốc được hỗ trợ, anh Kim giữ lại, sau khi nhiều người phản ánh thuốc không diệt được sâu, mà còn khiến điều cháy lá rụng quả. Dù là thuốc nằm trong danh mục khuyến cáo của Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Phước, nhưng anh Kim khẳng định thuốc không khiến sâu chết. Để chứng minh, anh bắt sâu và nhúng vào thuốc sâu đậm đặc. Vậy mà sau 30 phút, con sâu vẫn sống. Bơm thuốc sâu vào, bơm vào lỗ kia xong rồi tôi mới lấy bông tôi nhét lại. Nhưng mà trong quá hạn một ngày sau tôi đi bới lại vẫn ra, vẫn thấy nó vẫn sống này. Cho nên tôi mới dám khẳng định con sâu này bỏ xuống thuốc sâu nó mới không chết. Tôi dám nói rằng là do chất lượng thuốc á, là cũng loại thuốc đó mà tôi mua bên Phước Bình và xịt là chết. Nhưng mà tôi mua ở khu vực bong bò này xịt là không chết. Thuốc không diệt được sâu, người dân chỉ còn cách cắt tỉa cành để hạn chế sâu phát triển. Đây là những dấu vết để lại trên thân cây điều khi được cưa đi. Và theo những người trồng điều ở đây, cho đến thời điểm này, họ không có cách nào để tiêu diệt cái loại sâu đục thân này.